Xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay lại có những cái giỏ lan rất là đẹp gửi tới các bác yêu lan này. Đầu tiên lên các bác là một giỏ hạc vĩ thiên cung. Rất là đẹp nhá. Giỏ này gần 30 thân nhá. Đấy. Mướt mượt mượt luôn nhá. Giỏ hạc vĩ thiên cung mã số 1 là 500.000 đồng các bác nhá. Như này các bác nhá. Đấy. Thân dài của nó khoảng tầm 70 cm. 70-80 cm cho mã số 1 nhé. Số 2 là một số những cái giỏ kiều vàng nhé các bác nhé. Kiều vàng. Hàng đã thuần như này các bác nhá. Hàng đã thuần dễ này nhá. Mã số 2 kiều vàng 300.000 đồng. Mã số 2. Số 3 kiều vàng. Xòe tán rộng này nha các bác nhá. Mã số 3 kiều vàng cũng 300.000 đồng. Mã số 3. Tiếp theo lên cho các bác những cái giỏ tam bảo sắc rất là đẹp luôn. Mã số 4 nhá, dáng hương tam bảo sắc một trụ như này nhá. Như này các bác nhá. Mã số 4 dáng hương tam bảo sắc. Trụ này các bác nào mua thì để cho bác 400.000 đồng cho mã số 4 nhé. Tam bảo sắc em đang bán với cái giá là siêu siêu rẻ nha. Giá là chưa có phí ship vận chuyển các bác nhá. Mã số 5 dáng hương tam bảo sắc này. Trụ này quá đẹp luôn. Như này nhá. Mã số 5 là 450.000 đồng. 450 mà các bác mua được một trụ tác phẩm như thế này. Nó quá đẹp luôn. Ta là mất khoảng hơn 500.000 đấy các bác. Hơn 500.000 bán cho các bác với giá là 450.000. Trụ này là mất khoảng 550. Mã số 6 nhá, giá hương tam bảo sắc nhá. Trụ này cũng rất là to luôn. Đẹp nhá. Mã số 6 giá hương tam bảo sắc cũng 450. Đố các bác nào tìm đâu một tác phẩm như này mà bán có 450.000 nhá. Cho mã số 7 nhá. Số 8 này. Giỏ này bé này bán vừa tiền cho bác này. Mã số 7 dáng hương tầm màu sắc này. Mã số 7 200. 200.000 cho mã số 7. Dáng hương tầm màu sắc. 8 là một giỏ phi điệp vàng. Siêu khủng đấy nhá. Đang sưng hết mắt lụa ấy nhá. Thân thì đẹp lắm, 10 thân như cả 10. 10 thân như 9 nhá. Phi điệp vàng 600.000 đồng. Số 9 là một giò trầm trắng nhá. Trầm trắng này rất nhiều thân này. Mã số 9 này. Giò này đôi 4 6 8 10 12 14 16. Vừa ngắn vừa dài là 16 thân. 250.000 đồng các bác nhá. 10 này phi điệp vàng cộng với kiều nhá. 201 nhá các bác nhá. Phi điệp vàng đang lụ nhá. Đang lụ đây. Đang lụ. Thân này thì chưa đến lụ. Thân này chưa lụ. Phi điệp vàng cộng với kiều nhá, 201 nhá, 300.000 đồng. Số 11 này, một trụ đùi gà siêu to khổng lồ nhá. Như này các bác nhá. Còn những thân già này là chưa hoa nhá, đa số là chưa hoa nhá. Có một số thân có hoa, còn đa số là chưa hoa nhá. Giò này có khoảng hơn 100 thân. Giò này bác nào yêu thì 1.200.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu nhé bác nhá. Quá thuần rồi. 1.200. 12 này. Trồn Lai Châu các bác nhá. Đùi 468 cây. Mã số 12 trồn Lai Châu. Như này nhá. Quá thuần rồi nhá. Mã số 12 300.000 đồng. Trồn Lai Châu. Mã số 13 nhá. Lại một tác phẩm tam bảo sắc nữa rất đẹp luôn. Cho mã số 13 nhá, 450.000 đồng. Tam bảo sắc thì em đang bán với giá xả luôn đấy các bác nhá. Chứ còn không ai mua các bác được mua đâu được một trụ tam bảo sắc đẹp như này mà 450. 14 này. Sơn thủy tiên hồng đen nhá, mã số 14. 380.000 đồng. Cho mã số 14, sơn thủy tiên hồng đen nhá. 15 này. 15 là một giò lâm canh trắng Phú Thọ nhá. Mã số 15 này, đùi 4
bốn thân này và những thân này chưa hoa nhá. Mã số 15, năm cái trắng Phú Thọ 250. 16 là một giỏ Vanda Uy Lương nhá. Vanda Uy Lương. Một dòng lan thì rất là thơm, hoa trắng cho hoa dịp Tết và rất là sai hoa các bạn. Vỏ này rất là nhiều thân nhá, 200.000 đồng Vanda Uy Lương. Có đôi 4 6 8 thân. 8 thân nhá, 200. 17 đây. Vanda Uy Lương, mã số 17, 150. 150.000 đồng cho mã số 17 nhé các bác nhá. 18 là một giò hài đuôi công đang chi chít lụ các bác nhá. Chi chít lụ luôn. 1 2 3 4 5 6 7 lụ nhá, đang có 7 lụ nhá. Hài đuôi công dòng này thì hoa rất là bền luôn, hoa bền tầm hơn 2 tháng các bạn. Mã số 18, hài đuôi công 450.000 đồng. Mười chín là một giò kiều vuông rừng nhá các bác nhá, kiều vuông độc bắc nhưng mà là hàng rừng nhá, ghép lũa này, mặt sau này, 550.000 đồng cho mã số 19, kiều vuông rừng. Hai mươi là một giỏ hài đuôi công tiếp theo, mã số 20, hài đuôi công 180.000 đồng, mã số 20. 21 tam bảo sắc lá xếp nhá. Mã số 21. Dáng hương tam bảo sắc. Đây. Dòng lá xếp này. 180.000 đồng cho mã số 21. Trụ trầm siêu to khổng lồ nhá. Ghép lũa này nhá các bác nhá. Mã số 22. Là 1.200.000 đồng, trầm rừng. Đặc sản của núi rừng nữa đó là mật ong rừng nhá các bác nhá, mật ong chuẩn xịn rừng. Đó là mật con ong khoái các bạn. Mật ong khoái này em chia sẻ với các bác là 300.000 đồng một lít nhé các bác nhá. Mật ong khoái. Mật ong khoái rừng. Vâng. Như này các bác nhá. Trụ siêu to khổng lồ này, đùi gà tròn Lai Châu nhá. Đấy. Bốn mặt như nhau. Đấy, một trụ khủng này. Bác nào yêu trụ khủng này là 3 triệu nhá. Tiếp theo các bác nhá. Một trụ tam bảo sắc này nữa nhá. Cũng dài 1m3 nhá, mặt sau nó đây. Như này nhá. Dài 1m3 nhá. Trụ này các bác nào yêu. Số 5 này. Một siêu phẩm. Hạc vĩ Lai Châu nhá. Hàng nguyên bản nhá. Lá xếp nhá. Trụ hạc vĩ này là 1.200.000 đồng nhá. Tiếp theo mời bác đến một giỏ chồn. Chồn Lai Châu, giỏ này 15 cây nhá các bác nhá. 15 cây. 550.000 đồng. Kiều vàng này, giỏ này xanh ngắt luôn. Xanh ngắt luôn mà không có phân giò gì đâu các bác nhá, không phân giò gì đâu. Đây độ thuần của nó này. Các bác yên tâm về độ thuần này nhá. Như này nhá. 100%